xảy ra cuộc biểu tình chưa từng thấy, lối đi nào cho Cuba giữa lúc cấm vận và đại dịch Covid-19. Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021, Cuba đã trải qua một ngày lịch sử. Những cuộc biểu tình chưa từng thấy đã diễn ra trên khắp cả nước. Từ đông sang Tây, người dân Cuba xuống đường trong tiếng hô vang kêu gọi tự do và đà đảo độc tài, Hàng nghìn người dân Cuba, trong đó có nhiều người trẻ, chiều 11 tháng 7 tập trung ở trung tâm thành phố Havana và dọc theo các khu vực ven biển để biểu tình giữa sự theo dõi sát sao của cảnh sát. Đã xảy ra một vài vụ ẩu đả và bắt giữ, song nhanh chóng được giải quyết. Đó là một làn sóng thủy triều người chợt xuất hiện trên đại lộ Melecon, dọc bờ biển và trên các nẻo đường của La Habana hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 7 với tiếng hồ vang đòi tự do. Những người dân Cuba phẫn nộ lần đầu tiên trong đời đã xuống đường biểu tình những cảnh tượng chưa bao giờ diễn ra tại đất nước cuba cộng sản nhưng nỗi sợ hãi cũng còn đó tất cả những người được hỏi đều muốn xin dấu tên người cuba rời bỏ đất nước bằng mọi giá Do cấm vận của Mỹ, cuộc sống của người dân Cuba đang gặp phải rất nhiều khó khăn, cộng thêm với đại dịch Covid-19 đến mức mà ở thủ đô La Habana, giờ đây những đứa con của cuộc cách mạng chỉ còn có hai nỗi ám ảnh, nuôi sống mình và ra đi khỏi đất nước. Hàng nghìn người dân của hòn đảo Cộng sản này đã và đang tìm đường tị nạn kinh tế. Người Cuba đã chứng kiến nhiều làn sóng rời bỏ quê hương, đó là sau ngày cách mạng của Fidel giành chiến thắng hàng trăm nghìn người dân đã rời khỏi hòn đảo đi tị nạn chính trị. Đến năm 1980, Fidel Castro đã để cho 125.000 người dân rời khỏi đất nước để tránh phong trào nổi dậy của dân chúng lúc đó đang manh nha bùng lên. Đến năm 1994, một làn sóng chạy khỏi đất nước rộ lên khi phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông Âu, Cuba không còn chỗ dựa. Sau một thời gian hy vọng về một cuộc sống khám khá hơn với việc nới lỏng cấm vận Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ Cuba vỡ mộng vì khủng hoảng kinh tế do Covid và lệnh cấm vận siết lại dưới thời Donald Trump. Donald Trump đã cắt đường tị nạn hợp pháp của người Cuba và vì thế nhập cư lậu là cách duy nhất để đến Mỹ. Hành trình rời khỏi đất nước vì mưu sinh của người Cuba không hề dễ dàng. Đại đa số người Cuba đến Mỹ nhập cư lậu qua đường biển bằng những phương tiện tồi tàn. Người Cuba giờ đây rời khỏi đất nước bằng mọi giá, mọi con đường. Họ thường đến các nước châu Mỹ Latin qua biên giới các nước Trung Mỹ để vào Hoa Kỳ và sẵn sàng trả giá cho chuyến đi vì mưu sinh của mình bằng tiền, bằng mạng sống của mình nguyên nhân của cuộc biểu tình sự việc bắt đầu khi nghệ sĩ Luis Manuel Otero Alcantara ngày 2 tháng 5 năm 2021 đã phải nhập viện sau 8 ngày tuyệt thực, không chỉ nhịn ăn mà cả nhịn uống để phản đối việc bị chính quyền đàn áp và các tác phẩm nghệ thuật của ông bị đánh cắp. Nếu chế độ của ba để tôi chết thì chính sự thiếu minh bạch phi lý của chế độ này sẽ giết chết tôi. Đây là một trong những thông điệp cuối cùng mà Luis Manuel Otero Alcantara đăng trên mạng xã hội vào ngày tuyệt thực nhịn ăn nhịn uống thứ bảy.

chọn phương cách cuối cùng này để tố cáo sự ngược đãi mà ông phải chịu với tư cách là một nghệ sĩ. Luis Manuel Otero Alcantara đã bị nhốt một tuần tại nhà riêng, xung quanh nhà có lực lượng cảnh sát bao vây. Bạn bè và những người ủng hộ Otero Alcantara bị ngăn cản, không được đến thăm ông, nên đã phát động các cuộc biểu tình chưa từng có trên đường phố La Habana. Các cuộc biểu tình được truyền đi trên mạng xã hội, khoảng chục người biểu tình hiện vẫn đang bị giam giữ. Sáng Chủ nhật, lực lượng an ninh đã cho chuyển Luis Manuel Otero Alcantara đến bệnh viện, chấm dứt ngày nhịn ăn nhịn uống thứ 8 của ông. Sau đó, nhà chức trách đã cho công bố các hình ảnh cho thấy người nghệ sĩ, có bác sĩ đi kèm bên cạnh, đi từ xe cấp cứu về bệnh viện. Cơ quan y tế La Habana cho biết các cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy Otero Alcantara không có dấu hiệu đói lã. Thế nhưng phong trào San Isidro mà Otero Alcantara tham gia không tin vào điều đó và yêu cầu bằng chứng đáng tin cậy là nghệ sĩ Otero Alcantara vẫn còn sống. Một số nhà lãnh đạo đối lập Cuba đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền để cứu Otero Alcantara khỏi chế độ và chấm dứt sự đàn áp của La Habana đối với các nghệ sĩ và nhà hoạt động. Tuy nhiên, đó chỉ là giọt nước tràn ly khi người dân Cuba đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và giá cả tăng cao giữa khủng hoảng COVID-19. Cuba đang trải qua đợt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do hậu quả từ các đòn trừng phạt Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Nước này cũng đang phải đối mặt đợt bùng phát Covid-19 khi các ca nhiễm liên tục tăng. Một người phụ nữ nói, hầu hết tại tất cả các tỉnh và tại nhiều thành phố, người dân đều đổ ra đường bởi vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm với mọi vấn đề và cả cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang phải trải qua ở đây. Người dân Cuba không còn chịu đựng được nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu tình, nhưng đây sẽ không là lần cuối. Ở đây chúng tôi bị đói và có rất nhiều nhu cầu. Trấn áp và đói khác đã quá đủ rồi. Chúng tôi luôn giữ im lặng. Chúng tôi chưa bao giờ ca tháng điều gì cả, nhưng giờ đã quá đủ, người dân không thể chịu đựng được nữa. Một người đàn ông cho biết, Chúng tôi chỉ muốn phản đối một cách ôn hòa và biểu tình vì quyền tự do của chúng tôi, nhưng cảnh sát trấn áp tất cả những ai dám phản đối. Vấn đề ở đây là có cảnh sát mặc thường phục và trà trộn vào dòng người biểu tình. Nhìn, nhìn kia bạn thấy đấy, bọn họ đánh người biểu tình như thế nào? Chúng tôi đã chán ngấy cảnh xếp hàng và thiếu hàng hóa, đó là lý do tôi ở đây. Một người biểu tình trung niên giấu tên nói. Tôi vừa đi qua thị trấn để tìm mua một số thực phẩm thì thấy có rất nhiều người tập trung tại đây. Họ đang phản đối tình trạng mất điện, thiếu thuốc men, một cư dân địa phương tên Clarice Ramirez chia sẻ nhiều người biểu tình liên tục hô các khẩu hiệu phản đối tình trạng thiếu hàng hóa và một số người còn định phát trực tiếp các cuộc biểu tình khoảng hơn hai tiếng sau khi chủ yếu tuần hành ô hòa một vài người quá kích bắt đầu ném gạch đá vào cảnh sát buộc lực lượng phải đáp trả và giải tán đám đông mâu thuẫn cũng nổ ra khi những người ủng hộ chính phủ tập trung tới khu vực này hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cố chủ tịch fidel castro một vài cuộc ẩu đả đã xảy ra sau nhanh chóng được cảnh sát xử lý Chính phủ Cuba nói gì khi biểu tình xảy ra? Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ngày 12 tháng 7, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Cano cho biết hầu hết người biểu tình trong ngày Chủ nhật vừa qua không hài lòng về tình trạng mất điện trong mùa hè, cũng như thiếu thực phẩm và một số hàng hóa thiết yếu khác. Tất cả là do lệnh cấm vận của Mỹ. Chủ tịch Cano nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ đã khiến Cuba không thể mua hàng hóa từ nước ngoài, trong khi dịch bệnh COVID-19 khiến các nguồn lực của Cuba chạm giới hạn. Theo Chủ tịch Cano, đây là một phần chính sách của Mỹ nhằm gây bất ổn, tạo ra hỗn loạn và bẻ gãy tinh thần và ý chí của Cuba. Người dân Cuba có quyền biểu tình về nêu ý kiến nếu các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình. Ông cho biết một số vụ đụng độ với cảnh sát ngày 11 tháng 7 là do một số phần tử phạm pháp đã cướp các thiết bị điện tử từ một số cửa hàng thanh toán bằng tiền đô la mỹ cũng như một nhóm người lật đổ một xe cảnh sát Việc siết chặt cấm vận dưới thời của Donald Trump đã dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng do các nhà máy điện phải ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí mua các thiết bị cần được thay thế. Tình trạng thiếu năng lượng đã gia tăng vào mùa hè khi nhu cầu sử dụng thường tăng cao. Ngoài ra, diễn biến dịch bệnh COVID-19 xấu đi cũng khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng khi Cuba phải mở cửa hàng chục trung tâm y tế và biến các trường học thành bệnh viện nhằm điều trị cho các bệnh nhân trong bối cảnh hệ thống y tế đã chạm giới hạn. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cùng ngày đã chỉ trích các phát ngôn của một số quan chức chính phủ Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình ở Cuba và nhấn mạnh Nhà Trắng không có thẩm quyền đạo đức hoặc chính trị để nói về Cuba. Phản ứng trước phát ngôn của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Rodriguez cáo buộc chính phủ Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD nhằm suối bẫy phá hoại ở Cuba, đồng thời thực hiện lệnh cấm vận mang tính diệt chủng và đây là nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hụt kinh tế ở Cuba dư luận quốc tế trước cuộc biểu tình. Cùng ngày 12 tháng 7, nửa đêm 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ đoàn kết với chính phủ và nhân dân Cuba, phản đối các âm mưu nhằm gây bất ổn quốc đảo Caribe này trong bối cảnh Cuba đang chứng kiến một số cuộc biểu tình. Trang mạng Teleshow English.net cho biết, mặt trận giải phóng dân tộc Marti. FMLN của El Salvador đã phê phán SOS Cuba chỉ là một phong trào lôi kéo kích động do các nhóm phản cách mạng phát động nhằm chống lại cách mạng Cuba. Tờ Argentina, nhà khoa học chính trị nổi tiếng Atilo Boron cho rằng các thế lực bên ngoài đang âm mưu kích động bất ổn xã hội nhằm lật đổ chính phủ cách mạng Cuba. Đó là tội ác chống lại loài người. Cuba sẽ không đơn độc. Tại Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền cũng như bất kỳ hành động phá hoại nào gây bất ổn tại Cuba. Ngày 12 tháng 7, Tổng thống Bolivia Luis Arce tuyên bố ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống lại những hành động gây bất ổn. Ông nhấn mạnh các vấn đề của Cuba cần phải được chính người dân Cuba giải quyết mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, đặc biệt là từ những kẻ duy trì lệnh cấm vận từ cách đây 60 năm. Nhà lãnh đạo này khẳng định chính phủ Cuba càng đạt được nhiều thành tựu trong y tế và khoa học thì càng phải đối mặt với những thông tin sai lệch và sự tấn công từ nước ngoài. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng bác bỏ những chính sách mang tính can thiệp vào tình hình tại Cuba, đồng thời đề xuất viện trợ nhân đạo cho quốc đảo Caribe này. Ông nói, Mexico có thể trợ giúp thuốc men, vaccine, bất cứ thứ gì cần thiết và lương thực, bởi sức khỏe và thực phẩm là những quyền lợi cơ bản của con người. Trong một thông cáo công bố cùng ngày, chính phủ Nicaragua tố cáo và lên án âm mưu gây bất ổn và sự gây hấn liên tục đối với chính phủ Cuba. Chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega nêu bật tình đoàn kết với La Habana, đồng thời khẳng định sẽ cùng chiến đấu và tin tưởng rằng các dân tộc tiến bộ sẽ cùng tiến lên phía trước. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 6 đã thông qua nghị quyết A. À, Suetres, 75, suyệt 290, kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba với kết quả 184 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Phát biểu trước Đại hội đồng, đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý nhấn mạnh lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính nhắm vào Cuba đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên hợp quốc đây là hệ thống trừng phạt đơn phương bất công và kéo dài nhất từng được áp dụng đối với một quốc gia trong lịch sử thế giới hiện đại lệnh cấm vận đã gây ra những thiệt hại to lớn cho cuba khiến nhiều thế hệ người dân cuba gặp muôn vàn khó khăn việt nam cùng với cộng đồng quốc tế kêu gọi mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đơn phương đối với cuba để cuba được tự do tham gia bình đẳng và công bằng vào các quan hệ kinh tế thương mại phù hợp với luật pháp quốc tế đại sứ cũng đánh giá cao mong muốn của cuba tiếp tục đối thoại và hợp tác với mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm cũng như đàm phán các vấn đề song phương còn tồn tại trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại và tôn trọng chủ quyền quốc gia và độc lập của nhau. Trên đây là thông tin cập nhật về tình hình Cuba giữa lúc cấm vận và đại dịch Covid-19. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay quý vị hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho News TV có thêm động lực để ra nhiều video hay phục vụ cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.